Gì mà cười tươi vậy con. Trời ơi, chị hai đó là ngủ vật ngủ vờ. Đây nè cô chú nè, xung mày ngủ vật vờ vậy đó hả con gái? Trời ơi, em ngồi lên trên bụng em nhúng 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 nãy giờ mà chị hai vẫn chưa tỉnh giấc luôn. Trộm vía chị hai ngủ say quá nha, hai mẹ con mình quậy chị hai nãy giờ mà chị hai chưa dậy nữa hả? Thôi đi xuống đi con, leo xuống. Cái ghế sofa nhà hàng là đủ dư chỗ để cho mọi người nằm lên luôn. Nói chung mình làm khách mà đến nhà thì làm thành thành hai cái giường cũng được luôn. Ngủ hệ ngủ đây một nè, ở bên này có một cái dài nữa nè để ngủ luôn mọi người. Nằm dài hàng ngã cái này ra là nó như cái giường luôn. Nằm ngủ rất là thoải mái. Em ơi. Nhìn em tao sao dạo này nhìn em tao mặt con mắc cười quá vậy tao hả? Hả? Leo xuống, bước xuống dưới đi con nào, mẹ kéo này xuống nhé. Chào xuống cho chị hai ngủ đi. Để đẩy xu mì xích vô chứ. Nằm ở đây té đó con ơi. Nằm xích vô. Đúng rồi đó. Xích vô. Ồ, ở đó dài lắm. Dài dễ sợ dài chưa. Ôi trời. Cái gì vậy? Ok. Chơi chơi chơi. Làm sao? Làm sao? À. Đây này. Mẹ kẹp cái này vô đây không lấy ra được. Thế là khóc hả? Là khóc đó hả? Ăn vạ. Em ăn vạ hả? Em ăn vạ, em ăn vạ. Thế đây mẹ cho thì nín, nín. Nói, con xin. Con xin mẹ. À, sao vậy? Sao đau khổ quá vậy? Con xin vòng tay lại. Mèo má, mèo má. Ông sợ ông luôn anh to ạ. Sợ anh luôn anh ạ. Thôi đi đâu. Đừng có leo lên người chị hai nữa nha chưa. Để cho chị hai ngủ đi. Có hai mẹ con nhà. Thật ra là bình thường á là có xu mì chơi á, Don rất là vui, hắn hay cười lắm. Mà giờ chị hai ngủ rồi là anh quậy, anh khoái chọc cho chị hai dậy. Cho chị hai dậy nè. Cho chị hai dậy để chơi với em nè. Đi xuống dưới. Nó nhìn theo mình có đuổi theo nó không á. Đi xuống dưới nha. Nha. Bữa nay con biết đứng lên đi. Con bám vô cầu thang con đi cho. Con đi cho ông bà xem nè. Đi, đúng rồi, giỏi. Rồi bước xuống. Sao? Sao cứ mặt cũng nhăn nhó nãy giờ hay nha. Bước xuống. Đúng rồi. Biết tự bước xuống rồi đó cô chú. Nhanh rồi nè. Úi trời ơi. Cẩn thận con nha. Cẩn thận con nha. Con bám vô chắc chắn vô rồi hãy bước xuống. Đúng rồi. Ừ. Bám chắc chắn vô. Tập leo cho quen đi. Để mẹ đỡ phải trông. Chứ chẳng may mà Hà sơ ý không có để ý á, là ít nhất là cái cửa trên kia nó có mở. Cái cổng trên kia có mở thì em vẫn tự bám cầu thang để đi xuống được. Ồ. Ồ. Ừ. Em giỏi mà. Em biết bước xuống luôn đấy. Biết bước xuống không? Giỏi. Đó. Bước riết rồi giờ nó quen rồi. Đâu có sợ nó đâu. Mấy lần đầu còn sợ sợ là bò. Giỏi. Ồ, ngồi đó chơi luôn. Ngồi đó chơi lắc chân nè. Ôi ôi, hôm nay mừng quá cô chú ơi. Em Ton chính thức là bỏ bò luôn rồi đó. Toàn bước không à. Toàn bước đi không à. Đi nhanh lắm. Ừ. Đi nhanh lắm, sắn đầu gối, sắn đồ. Đấy, lại cầm cái nĩa.
cứ suốt ngày cầm bút cầm đĩa hả con? Kì. Mới có cái loa hát karaoke đi mượn này cả nhà. Để chiều về kêu bố xuống mày thử la xong rồi nhà nhà mình hát. Đây là Hùng xin thông báo với mọi người này, mọi người nhìn này. Các bạn nào mà nhìn kỹ, đọc kỹ thì Hùng lại chuyển việc. Trời ơi, kỷ niệm ùa về luôn á Không, cả Hùng nhà. hôm nay là Hùng đấy, hôm nay Hùng mới kể cho mọi người được là cái ý đồ sâu xa nhất của vợ chồng Hùng Hà khi chuyển xuống đây là thôn tính khu vực Quebec. Thông Thôn tính luôn thì Hùng đã mở được một tiệm trà sữa chắc tham nữa ở trên này. Đó, đây, hôm nay Hùng thật vừa sự mới đi luôn, làm chồng về. Hà mặc cái này làm em nhớ đến cái thời mà còn mở nhà hàng mọi người. Nói chung là cũng nhiều kỷ niệm vui, nhất là những cái kỷ niệm mà đi ăn với các em nhân viên đó, anh nhớ không? Rồi cứ đêm đêm là 11, 12 giờ đêm mới xong việc, lúc đó mới kéo nhau đi ăn. Rồi em cứ nhớ đi, kỷ niệm của em. Còn anh bắt đầu đây, mời mọi người. Mà hồi đó biết mọi người biết sao mà vui không? Tại vì là đi đâu hai vợ chồng Hồng Hà đi đâu chơi hay gì cũng có chú Quân hết, là chú Quân ở nhà trong xu mì. Nó đêm cháu nó ngủ á thì chú chỉ cần ngó qua thôi. Bây giờ Thì đâu thì có chú Quân, nhà trong chung mình. Là sao? Là sao? ý là vợ chồng mình đi đâu thì cũng có chú Quân ở nhà, anh không có hiểu cái vế của em, hiểu không? Trời ơi, có ai hiểu được Hà không? Mọi người hiểu Hà đi. Rồi ăn nha mọi người ơi, đây là mực hấp gừng hấp bia nha cả nhà, mực xiên que. Úi dục. Cái gì vậy anh? Hà phải dùng cái nồi rất là sâu mà để hấp nó mới chín được. Hà chấm với cả mắm gừng luôn mọi người, ớt xanh hái ngoài vườn mà nó có vẻ là nó không cay lắm đâu anh, nhưng mà anh muốn cay thì anh phải ăn luôn cái ớt. Đúng. Được, anh sẽ ăn một cái ớt mới mới gừng luôn. Đây là em phải chun nó về. Em cho mọi người cái rau nhà mình mà Rất là ngon. nó ra hoa tím nữa rồi, nhìn đẹp ha, hoa tím Tí nó to á. không phải tía tô anh, Kinh giới. kinh giới. Quá ngon. Đây quả dưa leo hồi nãy ra hả, hái được luôn nè. Còn quả duy nhất hả? Còn quả duy nhất rồi, còn đâu chết hết rồi. Rồi, chia đôi nhé. Bố mẹ đôi, chia đôi cơm thôi. Hôm vừa mới xuống gọn dẹp, Hùng lục ra được một nửa vali nhỏ thôi mọi người, nhỏ thôi. Toàn bộ là áo đồng phục với cả mũ. Tại vì lúc đó thì đặt nhiều quá mọi người, đặt nhiều cho nhân viên quá nên chưa có giải hết. Mà không hiểu sao còn mới tinh à. Áo chưa hết nếp luôn. Lấy ra. Hai con ơi. Hai con ơi. Hai con nhẹ nhàng cho bố quay với. Cho bố nói chuyện với cô chú này xem mày ơi. Mày thì tự nhiên là mặc cái áo này cái là hai vợ chồng nó cũng công nhận là cũng 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 nhớ về những cái nó còn sống sao nó cứ nhảy tanh tách kia chưa. Anh ơi, anh cuộn với rau kinh giới ngon lắm. Rất là ngon. Quả ớt này mọi người, hùng dạo này lên level lắm. Rất khủng khiếp. Ngon quá. Anh ơi. Phải nhớ đến những cái ngày mà ra cái tiệm trà sữa Hùng ấy, nhiều kỷ niệm nhất ấy, là lại là cái thời gian mà Hà về Việt Nam á, Hùng ở lại ấy. Anh làm nhiều lắm. Tại vì Hùng làm rất là nhiều mà, tức là làm nhiều ở đấy thế nên mới có nhiều những cái kỷ niệm, nhiều những cái mà nói chuyện với khách. Không lần nào anh cãi nhau với khách đâu. Có hả? Hẳn. Ý là có gặp khách hàng nào. Ok, con đang trong em họ bố nhá. Thì thường á, là anh ý không là cãi nhau có với khách khách. hàng nào khó tính Có chứ, có. Anh còn nhớ mãi có một cái cô khách hàng, không biết là có thể là từ cái thời của em á, là cô chuyên gia mà mang cái bình của cô ấy tới xong là pha mà đúng tỷ lệ lượng đường của mật ong, mật chỉ có mật ong với trà xanh thôi mọi người, chỉ có mật ong với trà xanh độ ngọt à, có tapioca nữa mà không biết mà. pha là cô la Đúng rồi,
Lúc đầu là Hùng khó chịu lắm, thực sự mà nói là Hùng hơi khó chịu. Nhưng mà về sau thấy cô ấy, thực ra cô chỉ muốn uống cái loại mà cô thích thôi. Thì nếu như mà mình làm đúng như vậy thì không có vấn đề gì hết. Chứ mà Hùng lại là người phải làm dịu nhân viên xuống, xong mà tại vì nhân viên nó cứ complain cái bà này khó tính ở nọ kia thì không serve được. Mà khách hàng là thượng đế mà. Cô quay lại hoài à, có điều hơi khó thôi, không nhận ai cũng sẽ gặp những người khách khó. Nhưng mà họ 2 ngày lần. Nhưng mà họ rất là hay quay lại với mình á. Hùng nhớ tổng cộng á là Hùng phải có đến khoảng 20-30 người khách quen, là tức là gần như ngày nào Hùng cũng gặp những cái người khách quen đó. Hùng nhớ có một cái ông chú mà người Việt, lúc nào ông chú tới cũng phải mua 3-4 ly. Là toàn là grass jelly thôi em ạ. Grass jelly với roasted milk tea á. Grass jelly em phải nói mọi người là cái gì, là sương sa sương sáo cả nhà. Sương sa sương sáo với cả cái trà, nhưng mà là cái trà mà người ta sao nên nó nặng hơn mọi người. Roasted ấy. Cái trà đó nó khá là nặng mùi ha. Một ông bác nữa. Mỗi lần ông tới á là mua 6 ly, 6 ly lớn full topping tùm lum các thứ vào trong đó. Trời ơi, mà không biết tiếng Anh. Dễ thương lắm. Không có lần nào mình cãi nhau hết có nha. Có nhiều khách họ. Anh thì anh không cãi nhau với khách. Nhưng mà anh nghĩ là hãy nhớ cái đợt đó. Em có. Mới có cái đợt mà đang đông khách. Mà có chị khách đó chỉ khó. Do nhân viên pha. Không pha, biết nào có đúng pha sai. Đó là chị nói là pha sai. Uống vô thấy quá ngọt bắt pha lại. Nhưng mà cái pha lại là đúng, là bên mình làm sai bên mình phải pha lại. Nhưng có điều là chỉ chửi sùm ở cái chỗ quán. Là người ta, do người ta là chờ quá lâu. Hàng quá lâu rồi. Bây giờ mình làm sai, mình có làm lại thì người ta cũng rất khó chịu, mọi người biết không. Thì thật ra là nói chỉ khó thì không hẳn, nhưng mà chỉ nói to quá. Quá trời người nhìn luôn. Nói chung là nhiều chuyện lắm mọi người, nhiều câu chuyện dở hóc dở cười lắm. Mà nhiều khách họ rất là dễ thương, họ tế nhị á, thì họ chỉ nói nhỏ nhỏ để mình đổi thì không sao mà. Nhiều khách quá nhiều khách em. Mình còn bắt người ta phải đợi mình 2 phút. Mình làm cho họ một ly khác, xong mà mình nói là họ là nếu như mày muốn mày có thể uống luôn cả cái ly trước, nếu như mà mày có thể uống được thì mày cứ giữ nó đi, tại vì thực ra thì những cái ly mà mình lấy lại mình cũng đều phải bỏ thôi, vì người ta uống rồi mà mọi người. Thế nên mình thường là làm trà sữa là phải chăm sóc khách hàng khá kỹ. Nhưng mà Hùng có cảm giác là cái tiệm nào mà càng mới ấy, thì người ta chăm sóc khách càng kỹ hơn. Vì như là có anh nhớ cái tiệm chát than mà ở đường Blue ấy, họ mọc lên lâu rồi. Ôi trời, em già đây mà nói họ mà đổi cho em ly trà sữa hơi khó luôn á. Hùng còn nhớ là Hùng order cái đợt đấy là Hùng chưa mở tiệm. Hùng order đâu đó khoảng 60% đường, tức là khoảng một nửa đường. Hùng uống ngọt ngay, rất là ngọt luôn. Nhưng mà Hùng ra Hùng bảo cái chị là giúp Hùng kiểm tra lại, pha lại họ Hùng với. Thế chị cứ tức là họ thanh minh em ạ, họ thanh minh bằng được. Nhưng mà như vậy là sai đó. Như vậy là rất sai đó. Nếu như các bạn mà có một công ăn việc làm lương khá rồi á, làm chủ chỉ có mệt thôi mọi người. Nên chấp nhận, mình nên chấp nhận. Còn nếu bạn nào mà thực sự muốn tiếng tăm thì Hùng không biết, cái đấy thì Hùng chịu. Tiếng tăm ở đây rất là ngoài ấy. Chứ còn Hùng nói thật với các bạn, lương của mọi người mà trên 5.000 đô ấy, là thà làm công an phận còn đi. Sướng hơn. An phận nên là ngon đấy mọi người. Một năm có 2-3 tuần đi du lịch sướng. Bất kỳ chuyện gì xảy ra các bạn đều không đau đầu. Cùng lắm là các bạn có sự thương cảm đối với ông chủ thôi. Nếu như các bạn mà làm chủ mà được kiếm được lợi nhuận nhiều thì cũng ok anh. Mệt không? Mà stress. Làm chủ nhiều khi. Thấy mấy bạn ngủ xô mì đồng nghiệp mở nhà hàng mọi người. Đồng ý nhiều tiền thật mà thấy họ stress lắm. Đúng nhờ? Không có một họ cái ngày họ ngủ bạn. Tới 2-3 tiếng mà. Không có một chị bạn nhá. Cái tiệm của chị ấy, nó khủng khiếp đến cái mức mà đông. Trước khi mà đóng cửa nhá là phải ngừng lấy khách 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng thì mới kịp là cái giờ đó khách nó đi rết hết ra ngoài rồi mình mới bắt đầu dọn, trong sau đó 2 tiếng nữa mới dọn xong. Nó đông từ sáng đến tối luôn mọi người. Nhưng mà chị vẫn than. Đâu dám đi đâu than. Bây giờ chị đang tức là
cái người bạn đó của Hùng đang muốn buông ra vợ ấy. Mệt lắm, không thể tưởng tượng được đâu mọi người. Cái gì nó cũng có giá của nó hết á. Mà thực ra cũng không phải ai, không, đương nhiên là không phải ai cũng có cái vía bán hàng tốt như vậy. Và cũng không phải ai cũng làm được như vậy đâu mọi người. Tại vì khi mà nó đông quá là Hùng thấy là cái chuyện mà mất khách rồi tùm lum các thứ nó sẽ xảy ra rất là nhiều. Thế nhưng mà phải mình phải như nào á thì mình mới giữ được các mọi người, thì mình mới giữ được khách. Ô, bây giờ nghĩ lại thì mình nghĩ lúc đó là cái thời huy hoàng, tại vì mình làm ông chủ này bà chủ kia hả. Thế nhưng mà cái thời điểm đó mở ra thì Hùng nói thật với các bạn chứ nhìn Hùng cũng nhếch nhác lắm, là tại vì mình bận quá, mình không có thời gian để mình dress up giống ông chủ đâu hả. Nói giống được cái mát thôi nhá. Ừ, giống kiểu bạn bè nó gọi mình ông chủ thôi chứ mình lúc đấy Hùng nói thật với mọi người chứ có quần áo đẹp không mặc được luôn á, y hệt như bây giờ. Hùng giờ ông chủ cũng lớn, chủ còn cả một cái gia đình này luôn, phải không? Ông lớn nè. Hả? Thôi bây giờ mình đi làm ly trà sữa nha mọi người nhé. Ừ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết thành phố Hùng vừa mới mở một tiệm trà sữa xong. Để Hùng đi review cho mọi người nhá. Hùng nói đùa thôi. Bữa nào đi review cho mọi người. Cái tiệm trà sữa đó là tiệm không? Trà sữa tự phát. Pha toàn bằng bột thôi mọi người. Ngon lắm, pha toàn bằng bột. Nghe là đã thấy không muốn uống rồi đó. Mọi người đừng quên sang trang Facebook HDC Family mọi người nhé. Trùng tên với kênh nhà mình để kết bạn với nhà Su Mì với cô Tôn nha cả nhà.